Quý vị đang theo dõi bản tin dự báo thời tiết được phát sóng hàng ngày trên báo Lao động. Ngay sau đây sẽ là thông tin thời tiết đáng chú ý trong đêm nay và ngày mai ngày 8 tháng 5. Thưa quý vị, trong đêm nay và ngày mai, một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2, cấp 3. Tại khu vực Đông Bắc Bộ thì trời chuyển mát. Trong đợt không khí lạnh này thì nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến từ 22 cho đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 22 độ. Khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 cho đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng như lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng. Mưa to cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Tại khu vực Tây Nguyên có mưa rào và dông rải rác, thời gian xảy ra mưa dông thì tập trung chủ yếu vào chiều và tối. Cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10 cho đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Và dưới đây sẽ là thông tin chi tiết. Bản tin sẽ là thông tin về thời tiết biển. Khu vực quần đảo Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, sóng cao từ 1 cho đến 2 mét. Trong khi đó, khu vực quần đảo Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, sóng cao từ 1 cho đến 2 mét. Từ đêm nay, khu vực Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh dần lên cấp 5. Riêng khu vực phía Bắc, Vịnh Bắc Bộ gió Đông Bắc mạnh lên cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Quay trở lại với thời tiết trên đất liền. Trải qua những ngày nắng nóng gay gắt thì ngày mai thời tiết tại thủ đô Hà Nội có sự chuyển biến, không còn xuất hiện nắng nóng mà thay vào đó là hình thái thời tiết trời nhiều mây, có mưa rào và dông. Nhiệt độ trung bình từ 24 cho đến 28 độ C. Ngày đầu tuần quý vị nên chuẩn bị săn ô và áo mưa khi ra ngoài đường trước sự chuyển biến thời tiết. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.